kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2014 của kênh truyền hình VTC14. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 7 Tết và cũng là ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết Sắp Ngọ. Các cơ quan công sở cả nước sẽ chính thức quay trở lại với công việc thường nhật của mình. Với thời tiết trên cả ba miền đều khô ráo nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động dân sinh cũng như là đi lại của người dân trong ngày đầu tiên đi làm sau dịp nghỉ Tết vừa qua. Vâng, thưa quý vị, như bản tin thời tiết vừa rồi vừa thông báo thì thời điểm này hàng năm ở miền Bắc thường là có không khí lạnh kết hợp với trường gió đông cho đến đông nam thổi, gây rét nhẹ và mưa phùn. Nhưng năm nay thì không khí lạnh không đủ mạnh nên bị vùng áp thấp ở phía tây dồn sang, khiến trời nắng ấm áp và khô ráo trong những ngày đầu xuân này. Còn theo tin từ Cục Kiểm Lâm thì tính đến ngày hôm nay, trải qua nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài khiến cho nguy cơ cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm đã báo động ở 6 tỉnh, bao gồm các tỉnh như là Gia Lai, Tây Ninh, Bình Phước, Kon Tum, Lâm Đồng và Đồng Nai. Ở khu vực các tỉnh phía Bắc thì nhiều cánh rừng các tỉnh như là Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La và Lai Châu cũng đã ở mức báo động cấp 4 là cấp nguy hiểm. Và dự báo là trong những ngày tới thì thời tiết vẫn còn duy trì hanh khô, cho nên các cấp và các chủ rừng cần thực hiện ngay các biện pháp để phòng cháy chữa cháy rừng, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố. Và những thông tin thời tiết và những cảnh báo liên quan sẽ được kênh VTC14 phát sóng liên tục trong các bản tin thời sự cũng như là các bản tin thời tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để có được những kế hoạch làm việc và học tập phù hợp. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay. Trong phần tin sáng, tìm hiểu không khí đón Tết rất trầm lắng của những con người luôn thầm lặng làm nhiệm vụ giữ màu xanh cho cuộc sống. Hoa Kỳ lại ra một quyết định bất ngờ và có nhiều mâu thuẫn khi áp thuế cao với cá tra, cá ba sa xuất khẩu của Việt Nam. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay cùng bàn về việc liệu ngành du lịch Việt Nam năm 2014 có đạt mục tiêu với 8,3 triệu khách quốc tế và 37,5 triệu khách nội địa khi mà việc đảm bảo an toàn cho du khách và sự liên kết giữa các ngành, các địa phương còn bỏ ngỏ. Cùng đến với chuyên mục Cuộc sống bốn phương, Tòa án hình sự Thái Lan đã thông qua lệnh bắt giữ nhiều thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ với tội danh không tuân theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp. Somali đào tạo ngư dân thành những nhân viên cứu hộ nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch biển. Ngày hôm qua, tức là mùng 6 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Chùa Hương, lễ hội tâm linh kéo dài ngày nhất và cũng là một trong những lễ hội lớn nhất của nước ta đã chính thức khai hội. Trong ngày đầu tiên, lượng du khách đến chảy hội Chùa Hương đã lên đến hàng vạn người. Được biết, năm nay, ban tổ chức lễ hội đã có những cải thiện về cách tổ chức và quản lý. Tuy nhiên thì nỗi bức xúc của du khách trong nhiều năm qua vẫn tồn tại. Đó là tình trạng chặt chém, buôn bán thịt thú rừng, vệ sinh cảnh quan tại các điểm di tích vẫn chưa được cải thiện nhiều. Ngay trong ngày khai hội, hàng vạn du khách đã đổ về Chùa Hương từ 1 đến 2 giờ sáng. Năm nay, ban tổ chức đã có những thay đổi trong công tác quản lý, như không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc khu vực sâu không an toàn, khu vực sân của nhà thường trực ban tổ chức tại Thiên Trù, sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, sân động Hương Tích. Hai điểm bán hàng tại khu cổng động đã không được tổ chức. Những hoạt động quảng cáo, tổ chức các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội, treo bày bán thực phẩm gây mất vệ sinh cũng bị cấm tuyệt đối. Bên cạnh đó, ban tổ chức lễ hội cũng kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp dẫn khách trốn vé thắng cảnh, sử dụng vé thắng cảnh giả hoặc quay vòng vé theo quy định. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn bức xúc trước tình trạng chặt chém và vệ sinh cảnh quan ở các di tích. Giá vé trông giữ xe máy, ô tô tại các điểm trông giữ xe đã tăng giá gấp đôi, gấp 3 lần. Giá vé gửi xe máy là 20.000 đồng, ô tô loại 9 chỗ bị làm giá lên đến 50.000 đồng. Đặc biệt, thịt thú rừng vẫn được bày bán công khai mà không có sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Tình trạng đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch vẫn ngang nhiên diễn ra, bất chấp lệnh cấm đã có hiệu lực từ trước Tết Nguyên đán 2014.
Mở đầu chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là một bài viết được đăng tải trên trang tư của báo Lao Động với nhan đề giá cà phê tăng mạnh nhưng không nên bán ồ ạt. Giá cà phê Robusta giao dịch tại thị trường London đang có giá là 1.800 đô la Mỹ một tấn, tăng 300 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Tuy nhiên, mọi người còn chưa quên bài học, thời điểm này năm 2013, giá cà phê cũng tăng mạnh, nhưng sau đó lại giảm sâu khiến nhiều nông dân và doanh nghiệp chết cứng. Và để có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicova, Chủ tịch Câu lạc bộ các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam G20, ông Đỗ Hà Nam. Ông Đỗ Hà Nam cho rằng, giá cà phê nhân xô giao dịch tại các tỉnh sản xuất nhiều như Tây Nguyên và vụ thu hoạch cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2013, rớt giá chỉ còn 30 đến 31.000 đồng một kg. Nhưng mà theo kinh nghiệm của những doanh nghiệp đứng đầu về lượng xuất khẩu cà phê, thì ông dự báo rằng trong năm 2014, giá cà phê của Việt Nam sẽ không có hiện tượng bị sụp đổ như là năm 2013. Người nông dân tiếp tục giữ hàng thì ít nhiều vẫn còn rủi ro và hàng để trong kho sẽ phải cộng thêm khoản lãi suất vay ngân hàng, tiền thuê kho bãi. Chính vì vậy mà người nông dân có quyền lựa chọn giữa việc tiếp tục găm hàng chờ giá lên nữa hay là bán ra vào lúc này. Với mức giá hiện nay thì theo như ông Đỗ Hà Nam thì bán được rồi nhưng mà cũng không nên bán ổ ạt làm cho thị trường hỗn loạn. Trên báo Thanh Niên trang 7, tác giả Mai Phương có bài viết buộc ngân hàng lên sàn để giảm sở hữu chéo. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần dứt khoát phải lên sàn chứng khoán, giao dịch công khai minh bạch để hạn chế tình trạng sở hữu chéo. Sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu từ 41 ngân hàng thương mại cổ phần hồi cuối năm 2011, đến nay hệ thống ngân hàng còn lại 37 ngân hàng thương mại cổ phần. Sau khi ngân hàng BIDV niêm yết tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm âm lịch, tổng cộng chỉ mới có 9 ngân hàng niêm yết trên 2 sàn chứng khoán. Giá cổ phiếu của các ngân hàng đang niêm yết trên sàn đa số đều cao hơn giá cổ phiếu của những ngân hàng chưa niêm yết, bởi đơn giản theo nhiều nhà đầu tư thì bên cạnh sự khác biệt về quy mô, chất lượng hoạt động của từng ngân hàng cụ thể thì yếu tố tính thanh khoản cao, công khai và minh bạch về thông tin của ngân hàng niêm yết chắc chắn thu hút và tạo niềm tin cho người đầu tư cao hơn rất nhiều so với các ngân hàng chưa niêm yết. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, trưởng khoa tài chính ngân hàng trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chúng ta chỉ mới giải quyết được một phần sở hữu chéo sau những vụ sáp nhập các ngân hàng yếu kém vừa qua, nhưng vấn đề nợ xấu thì chưa có gì thay đổi hơn vì đơn giản đó chỉ là phép cộng vì tổng nợ xấu thì vẫn giữ nguyên. Sự minh bạch trong hoạt động của ngân hàng phải được thể hiện rõ hơn, cụ thể hơn, như các báo cáo tài chính phải được kiểm toán và công bố đúng thời hạn như các doanh nghiệp niêm yết, do đó mà cần bắt buộc tất cả các ngân hàng đều niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc là sàn giao dịch upcom. Ở trên trang tư của báo Thanh Niên ngày hôm nay có bài viết bắt động dự án ven biển. Từ Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đến Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Quốc, tình trạng các nhà đầu tư, các dự án du lịch, đô thị trên các bãi biển đẹp sau khi được cấp phép đã xây rào rồi bỏ đó diễn ra nhiều năm qua và đã trở nên phổ biến. Dọc đường ven biển Xuyên Mộc, Bình Châu thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có rất ít dự án đã hoàn thành được đưa vào sử dụng. Phần lớn là những dự án khu nghỉ dưỡng treo với bờ rào kẽm gai và cả tường xi măng thô cứng. Các biển hiệu mục nát có cái đã sụp vỡ chờ già thần sắp gì. Dù gần đây thì một số dự án lớn đã đón khách, trong đó có giai đoạn 1 của khách sạn 5 sao kèm casino Hồ Tràm Strip đi vào hoạt động nhưng vẫn không thể thay đổi được cảnh quan vắng của cả vùng bờ biển đẹp này. Hàng chục cây số bờ biển hoang tàn từ 5-6 năm nay. Tình trạng đó cũng xảy ra ở nhiều nơi. Tại bờ biển miền Trung, nhiều dự án đầu tư du lịch dịch vụ, biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng và Quảng Nam đang bị bỏ hoang dù là đất ở đây được xem là đất vàng. Còn trên báo Đại Đoàn Kết trang số 11 thì có một bài viết rất đáng chú ý, đó là xuất khẩu lao động năm 2014 có rất nhiều đột phá. Thưa quý vị, nhu cầu tuyển lao động Việt Nam tại Đài Loan ngày càng gia tăng, cánh cửa thị trường Hàn Quốc dần hé mở sau một năm ngừng tiếp nhận lao động. Thị trường Trung Đông có dấu hiệu phục hồi trở lại. Đây chính là cơ hội lớn để lĩnh vực xuất khẩu lao động tự tin đặt mục tiêu đưa 87.000 lao động đi làm việc trong năm 2014 này. Cụ thể thì tại thị trường Đài Loan, theo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, hiện nay tổng số lao động nước ta đang làm việc ở đây là khoảng 106.000 người, nhiều hơn gần 9.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Đài Loan cũng vừa ban hành một số chính sách mới liên quan đến lao động nước ngoài. Phần lớn các quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài tới làm việc ở Đài Loan, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp Đài Loan tuyển dụng lao động nước ngoài. Ở cùng với thị trường truyền thống là Đài Loan, thì thị trường lao động khu vực Trung Đông đang có dấu hiệu phục hồi trở lại.
Đối với các nước ở khu vực châu Phi và Trung Đông, thì Việt Nam sẽ ký kết thỏa thuận cấp bộ trong một số lĩnh vực với Angola và Arab Saudi để tạo điều kiện phát triển việc làm an toàn cho lao động Việt Nam. Ngoài ra, thì Việt Nam cũng đang xúc tiến thỏa thuận hợp tác lao động như với Đức, Thái Lan. Đây sẽ là cơ hội để phát triển việc làm cho lao động Việt Nam. Ở trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay có bài viết về giao thông lộ diện hình hài cao tốc Bắc Nam. Đường cao tốc Nam Bắc đang lộ diện dần hình hài khi mà nhiều đoạn đường đang được tăng tốc để triển khai. Và nếu không có gì thay đổi trong vài năm tới, khoảng cách đi lại từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi các tỉnh sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo sức bật quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Từ khi thông xe đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai ngày 2 tháng 1 đến nay, ô tô có thể chạy một mạch với tốc độ 100 km/h từ đầu đường cao tốc ở quận 9 đến quốc lộ 51 chỉ mất khoảng từ 10 cho đến 12 phút. Đoạn đường cao tốc dài 20 km này đem lại hiệu quả rõ nét nhất là rút ngắn thời gian đi lại từ thành phố Hồ Chí Minh đến bãi biển Vũng Tàu dài khoảng 120 km chỉ còn khoảng 1 giờ 30 phút. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, các dự án đường cao tốc ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận nằm trong vùng kinh tế phát triển năng động nên các nhà tài trợ vốn như Ngân hàng Thế giới World Bank, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các nhà đầu tư rất quan tâm. Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải chủ trương đầu tư các dự án cao tốc trong khu vực này bằng nhiều hình thức và đến nay một số dự án đã có triển vọng khá rõ ràng. Liên quan đến quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo đại học và cảnh báo hàng trăm ngành đào tạo đại học cao đẳng đang khiến cho nhiều trường như ngồi trên lửa khi mà mùa tuyển sinh đã cận kề. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga lý giải rằng chất lượng nguồn nhân lực phải được đặt lên hàng đầu. Những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã định hướng lại mô hình phát triển của giáo dục đại học, xem trọng chất lượng thay vì tăng quy mô. Việc phát triển nóng quy mô trước đây trong khi nguồn lực đảm bảo chất lượng còn hạn chế đã dẫn đến tình trạng số lượng sinh viên tốt nghiệp nhiều, nhưng xã hội vẫn thiếu lao động có năng lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt khác, thì tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015 đã đến gần, cạnh tranh trên thị trường lao động khu vực sắp tới đây sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho giới trẻ, nhưng cũng là một thách thức rất lớn đối với các nhà trường. Việc chuẩn hóa quá trình đào tạo để đầu ra của sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được với yêu cầu của công việc và khung trình độ năng lực khu vực và thế giới, chính vì vậy mà không thể làm ngay. Tuy nhiên thì khi bị dừng tuyển sinh một số ngành thì đương nhiên các trường cần điều chỉnh kế hoạch hoạt động. Sinh viên đang theo học các ngành này vẫn được tiếp tục đào tạo cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Và trong vòng 2 năm, bất cứ lúc nào nhà trường báo cáo là có đầy đủ giáo viên thì Bộ sẽ cho phép tuyển sinh trở lại. Quá thời hạn này mà trường không khắc phục được thì quyết định cho phép mở ngành sẽ bị thu hồi. Một bài viết khác cũng liên quan đến vấn đề giáo dục ở trên trang 5 của báo Hà Nội Mới của phóng viên Thống Nhất: xây dựng trường chuẩn quốc gia bỏ quên vai trò của ngành giáo dục. Kết thúc năm 2013, Hà Nội có 900 trường học đạt chuẩn quốc gia, tức là chiếm 37% tổng số trường học trên địa bàn. Để đạt mục tiêu từ 50 đến 55% số trường đạt chuẩn vào năm 2015, ngành giáo dục phải xây dựng được 100 trường đạt chuẩn mỗi năm. Đích đã cận kề, song chặng đường trước mắt còn nhiều gian nan khi thực tế triển khai ở nhiều nơi cho thấy vai trò của phía sử dụng, ngành giáo dục chưa được đề cao. Vì thế, nhiều dự án chuẩn bị bàn giao lại phải điều chỉnh, khiến tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn ở nhiều nơi vẫn còn rất chậm. Các chuyên gia giáo dục cho rằng xây dựng trường chuẩn thì không gì bằng được đầu tư đồng bộ hiện đại, nhưng không phải nơi nào cũng có điều kiện để làm được việc đó. Nếu như các thầy, cô giáo được tham gia triển khai dự án từ khâu thiết kế đến quá trình thi công, thì chắc chắn là tình trạng cậy bê tông, cưa chân ghế hay là đầu tư vá víu ở các trường sẽ giảm hẳn. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cũng sẽ bớt bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân không đáng có này. Tiếp nối, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết "Xin chữ ngày nay mang tính cầu may" được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ trang số 16. Chia sẻ của nhà nghiên cứu trẻ Trần Quang Đức về những điều tai nghe mắt thấy sau nhiều năm viết chữ ở văn miếu, đó là bây giờ rất hiếm người biết chữ Hán, cũng vì vậy mà ít người thưởng thức được chữ đẹp, không cảm nhận được ở góc độ mỹ thuật lẫn ý nghĩa, nhưng họ vẫn xin chữ như một sự may mắn đầu năm. Khi đó thì việc chơi chữ chuyển sang tâm thức khác, đó là tâm thức
cầu may. Ngày xưa khi mà chữ Hán vẫn được dùng trong quan phương, thi cử được coi là chữ thánh hiền, thì nội dung xin cho chữ rất đa dạng. Đơn giản thì xin chữ phúc, chữ thần về dán lên bàn thờ. Phức tạp hơn thì xin đôi câu đối đỏ, mang hàm ý ngợi xuân chúc Tết. Cầu kỳ thì xin bài thơ, bài châm, lời tựa, lời bật. Thậm chí có người hay chữ, tự soạn câu đối, bài thơ, rồi nhờ người viết đẹp thảo cho vài hàng. Nhưng đó là thời kỳ văn tự Hán Nôm được coi trọng. Người bất chữ vẫn biết thưởng thức được cái hay cái đẹp của chữ, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã đổi khác. Và như tôi viết ở văn miếu thì có người đến hỏi, giấy này đã mang vào xin thánh chưa? Nếu chưa xin thì mang ra viết chữ cũng không có giá trị lắm. Họ hoàn toàn không hiểu gì về vẻ đẹp của chữ nghĩa. Mùa xuân là mùa lễ hội, vì thế mà câu chuyện đầu năm vẫn là câu chuyện của lễ hội. Dù lễ hội Làng Đồng Kỵ, lễ hội Gò Đống Đa khai hội từ rất sớm, nhưng mà phải đến khi lễ hội Chùa Hương khai hội vào mùng 6 tháng Giêng thì không khí hội hè mới tràn ngập khắp cả nước. Trên trang 13 của Báo Lao Động thì phóng viên Việt Văn có bài viết đi lễ chùa, đi hội đầu xuân, theo mốt hay là vì tâm linh. Không biết có hẳn vì phú quý sinh lễ nghĩa như các cụ hay nói không, hay một phần vì tâm lý bất an trong một thế giới phẳng nhiều biến động, mà số người đi lễ hội xuân ở ta ngày một đông, ngày một quá tải, và chưa bao giờ cầu tả tơi xem hội đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như bây giờ. Người ta đi lễ hội chung quy vì hai mục đích, số đông là theo mốt, theo phong trào, tháng riêng là tháng ăn chơi, ăn mãi cũng chán, phải du và đi chơi. Những người này thì cầu xin rất nhiều và giải tiền khắp nơi, lễ vật càng nhiều thì họ cho rằng phúc lộc càng nhiều. Số đông cũng không kém là đi vì tâm linh, đi hội đầu xuân, nhất là đến các đền chùa để tìm thấy cảm giác thanh tịnh, để cái tâm, cái lòng nhẹ đi phiền não, bớt đi cái tham sân si và để cầu an cho gia đình. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, đã có hơn 3 vạn hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội. Còn số này đã tăng khá mạnh so với dịp Tết Nguyên đán 2013. Những hành khách quốc tế nhập cảnh vào Hà Nội trong dịp Tết này gồm nhiều quốc tịch nhưng phần lớn là từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và từ các quốc gia châu Âu, châu Mỹ. Riêng ngày 31 tháng 1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán, có 4.851 hành khách nhập cảnh vào Hà Nội trên 47 chuyến bay và 10.231 hành khách từ Nội Bài xuất cảnh đi các tuyến bay nội địa và quốc tế. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, so với thời gian này năm trước, số lượng hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh ở thủ đô Hà Nội trong Tết Nguyên đán năm nay đã tăng khá mạnh. Thời gian này năm ngoái, chỉ có hơn 2,7 vạn khách xuất nhập cảnh trong Tết Nguyên đán. Theo các công ty lữ hành quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày đầu năm Giáp Ngọ, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn dự kiến, trong đó có nhiều khách đến từ những thị trường mới. Số liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, tất cả thị trường khách trọng điểm đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2014 đều tăng, trong đó tăng mạnh nhất là thị trường khách Nga, đạt 48.623 lượt, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2013. Khách Hồng Kông, Trung Quốc tăng trên 87%, khách Đức tăng 58%, Philippines tăng 21%, Na Uy tăng 20%. Điểm đến đáng chú ý nhất chính là cố đô Huế, khi trong một tuần từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, 28 tháng 1 đến ngày mùng 4 tháng 2 đã có hơn 60.000 lượt khách, tăng hơn 20% so với Tết năm trước. Trong đó, lượt khách quốc tế chiếm 70%, chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật, Đức, Úc, Anh. Cao điểm lượng khách tham quan dịp Tết vào mùng 3, mùng 4, mùng 5 với hơn 10.000 lượt khách một ngày. Còn theo báo cáo của các đơn vị kinh doanh và ban quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng lượt khách tham quan giải trí tại các khu du lịch bãi tắm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết năm nay đạt gần 158.000 lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong số 158.000 lượt khách du lịch có khoảng 8.500 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng khách sạn toàn tỉnh đạt gần 90%, đặc biệt trong hai ngày cao điểm là mùng 3 và mùng 4 Tết, hầu như tất cả các khách sạn đều kín phòng. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát giá, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, các huyện, thành phố đều thông báo cụ thể đến từng cơ sở kinh doanh du lịch. Nhờ những động thái tích cực, kịp thời và kiên quyết của các cấp, các ngành trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tình trạng kinh doanh chụp giật đã giảm, khách du lịch đã có dấu hiệu quay lại Bà Rịa Vũng Tàu. Số lượt khách đến Bà Rịa Vũng Tàu tăng so với cùng kỳ năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, là một tín hiệu vui cho ngành du lịch địa phương.
Đây cũng là cơ sở, là tiền đề để du lịch Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phát triển. Tết là khoảng thời gian mọi người sum vầy bên gia đình người thân, thế nhưng vẫn còn có nhiều người vì công việc mà không thể quây quần bên gia đình, trong đó có những người lính kiểm lâm. Ở nơi rừng núi xa xôi, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhưng họ vẫn vững vàng ý chí để canh gác bảo vệ rừng. Và phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trạm kiểm lâm núi Dinh. Hơn 30 năm làm nghề kiểm lâm, là từng ấy cái Tết của kiểm lâm Võ Văn Tươi, chỉ có rừng và rừng. Không chỉ phải tập trung hơn, tăng cường tuần tra hơn, kiểm soát bảo vệ rừng, mà đây cũng là thời điểm gay gắt nhất của mùa khô, nên công tác phòng chống cháy rừng cũng luôn được các kiểm lâm đề cao cảnh giác. Tết trong rừng chỉ có nhóm trực 3 người mà vẫn chẳng thể ở bên nhau được lâu vì phải chia nhau ra tuần tra. Không phải là năm riêng năm nay, năm nào anh em cũng phải trực Tết cùng nhau mà trực. Nhưng mà như năm nay thì tôi lại là trực nhằm ngày 30 Tết với các anh em, với cái tinh thần là phục vụ, là chủ yếu là phục vụ cho ngành, nên là có đôi lúc cũng buồn, nhưng mà đây là nhiệm vụ, nên là tụi tôi cũng phải cố gắng làm sao đó để cho hoàn thành cái nhiệm vụ. Không chỉ thiếu không khí sum vầy, mà giữa rừng núi hiểm trở, các kiểm lâm viên còn thiếu thốn rất nhiều các vật dụng sinh hoạt. Thậm chí đến nước ngọt ở đây cũng là thứ quý hiếm, vì xung quanh đều là rừng ngập mặn. Giếng khoan vài chục mét, rồi lọc qua bể, nhưng vẫn chỉ sử dụng để rửa chân tay. Còn ăn uống phải chắt chiu từng thùng nước từ bên ngoài mang vào. Đây cũng về cái nhiệm vụ ở lại với anh em, phục vụ cho anh em này đi tuần tra canh gác, là tôi cũng ở đây cũng đảm nhiệm là nấu cơm nước cho anh em. Nhưng mà được bữa cơm thì nó cũng không được đảm bảo như ở trên nhà. Nói chung là cũng có thịt kho, có cá, nói chung rau dưa, mắm cà, nói chung là cũng tạm đủ. Huyện Tân Thành được xem là điểm nóng của cháy rừng, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Có lúc giữa đêm khuya phát hiện sự cố cũng bật dậy lao đi. Gian khổ lẫn hiểm nguy vậy, nhưng tất cả các kiểm lâm ở đây không vì vậy mà có người bỏ nghề. Trong sự bình yên, ấm áp của ngày xuân, có sự cống hiến thầm lặng của nhiều lực lượng, có những người gác rừng như thế này. Gác lại hạnh phúc riêng tư, với họ có ước muốn, có hạnh phúc chung, lớn hơn, là bảo vệ rừng, bảo vệ tài sản quốc gia. Thưa quý vị, sau hơn một năm tranh cãi, ngày 1 tháng 2, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật ngân sách trợ cấp cho các nông trại, trong đó có một điều khoản gây khó dễ cho mặt hàng cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của một số nghị sĩ của nước này. Dự luật trang trại đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua vẫn bao gồm một điều khoản. Theo đó chuyển chức năng giám sát cá da trơn, trong đó có cá ba sa và cá tra của Việt Nam, từ cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm sang Bộ Nông nghiệp. Với điều khoản này, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ áp dụng tiêu chuẩn quy định cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngang đồng với mặt hàng này sản xuất tại Mỹ, từ quy trình sản xuất đến việc đóng gói và xuất khẩu. Điều khoản này do Hiệp hội nuôi trồng cá da trơn của Mỹ và các nghị sĩ bang miền Nam của Mỹ cố đưa vào, mặc dù Thượng nghị sĩ John McCain phản bác, coi đây là một hàng rào thương mại nhằm bảo vệ lợi ích của người nuôi trồng cá da trơn của Mỹ. Theo quy trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ba sa của Việt Nam sẽ có 4 tháng để xem xét khiếu kiện về quyết định của đợt rà soát hành chính lần thứ 9 này. Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2013, hiện nay có tới 43% doanh nghiệp đã xây dựng và đạt được hiệu quả kinh doanh trên các website và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2014, đang cho thấy năm nay hoạt động kinh doanh trên di động sẽ còn tiếp tục bùng nổ. Theo thống kê thì 37% doanh nghiệp đã tiến hành quảng bá website của mình trên các mạng xã hội, đặc biệt không chỉ các doanh nghiệp lớn mà cả các doanh nghiệp nhỏ cũng đang tận dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng, quảng bá thương hiệu và tăng doanh thu một cách hiệu quả. Trong khi đó hiện nay, phần lớn người Việt Nam có xu hướng ưa thích sử dụng điện thoại di động để tham khảo thông tin khi mua sắm, tìm khuyến mãi và bình luận về các sản phẩm. Theo đó, dịch vụ này sẽ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trên các thiết bị di động có khả năng truy cập Internet. Theo các chuyên gia thì bên cạnh các nhà cung cấp nước ngoài, các nhà cung cấp dịch vụ OTT trong nước cũng sẽ chiếm thị phần đáng kể.
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ định Ủy ban Nhân dân lâm thời của quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thành lập các phòng chuyên môn thuộc hai quận. Việc chỉ định Ủy ban Nhân dân lâm thời của hai quận thành lập các phòng chuyên môn của quận thực hiện xong trước ngày 20 tháng 3 năm 2014. Theo đó, thống nhất về nguyên tắc, bàn giao nguyên trạng diện tích đất đai, dân số, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh tế văn hóa, tổ chức bộ máy, cán bộ, chỉ tiêu kinh tế xã hội của từng quận, từng phường theo địa giới hành chính. Lãnh đạo thành phố yêu cầu, việc thành lập tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ phải thực hiện tinh giảm, gọn đầu mối, đúng pháp luật và các quy định của thành phố, đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài của quận mới. Nguồn cán bộ của quận mới chủ yếu tuyển chọn từ huyện Từ Liêm, điều động từ các sở, ngành thành phố và qua thi tuyển công chức. Cùng với đó, thành lập hai ban chủ bị tại hai quận để phục vụ cho việc hình thành tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hai quận chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2014. Như thường lệ thì cứ vào thứ bảy hàng tuần, rất nhiều bạn trẻ mê thư pháp, thích đạo thánh hiền lại tìm đến ngôi chùa mang tên Nhân Mỹ ở Mỹ Đình Từ Liêm, Hà Nội để học chữ, học đạo. Nằm khuất sâu trong làng Nhân Mỹ, ngôi chùa này từ lâu đã trở thành giảng đường của lớp học thư pháp, học những giá trị đạo đức truyền thống mà trong xã hội hiện đại rất nhiều người đã lãng quên. Mới hơn 8 giờ sáng, nhưng hàng chục học viên của lớp đã có mặt đông đủ. Có thể coi lớp học như là một xã hội thu nhỏ, bởi ở đây già có, trẻ có, giàu có, nghèo có, mỗi người một nơi, một nghề nghiệp, một tính cách. Tuy nhiên, khi đã tới lớp học thì mọi người đều có một điểm chung, đó là niềm đam mê nghệ thuật thư pháp, muốn được lĩnh hội những tư tưởng uyên thâm trong nghệ thuật thư pháp, muốn được tĩnh tâm, tạm rời xa những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Cái tư tưởng chung của Nhân Mỹ học đường đề ra đó là duy trì và xiển dương các giá trị văn hóa truyền thống. Trong cái môi trường học đó thì người học cũng được bồi dưỡng, nâng cao thêm mình, và người dạy cũng vì cái việc dạy mà cũng trưởng dưỡng thêm tư cách, nhân cách đạo đức và những cái sở kiến của mình. Cũng chính vì những tư tưởng đó mà nhà cách lớp học đến hơn 20 cây số, nhưng Tiến Phong chưa bao giờ bỏ một buổi học nào. Ở đây, bạn trẻ này lĩnh hội được rất nhiều điều về cuộc sống. Em yêu thích môn này. Nó dạy em rất nhiều cách ứng xử trong cuộc sống, cách tôn sư trọng đạo và kính trên nhường dưới. Với những người đam mê thư pháp, ngoài là một tác phẩm nghệ thuật, thư pháp còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Và người viết thư pháp cũng cần thật phải nhẫn nại và phải có cái tâm thiện, mang cái thiện ấy đến với mọi người thông qua tác phẩm của mình. Thư pháp nghiêng về tinh thần tâm cảm, vì thế đi vào từng con chữ để tạo ra hồn chữ. Thư pháp có vẻ đẹp bên ngoài và bên trong. Vì thế mỗi khi viết tác phẩm cần dồn hết cả tâm pháp và hồn nét chữ để những người thưởng lãm có ý thức sống tốt đẹp hơn. Học thư pháp ngoài cái kỹ pháp, cái tinh thần ra thì mình phải hiểu được cái đạo của thư pháp. Cái con chữ đó nó toát lên cái tinh thần gì. Trong khi nhiều bạn trẻ hiện nay còn mãi mê với những thú vui, lãng quên những giá trị truyền thống, thì lớp học thư pháp trong chùa Nhân Mỹ được coi là nơi góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê đối với những giá trị văn hóa dân tộc. Bởi hơn ai hết, ngoài việc học chữ, tại đây người có niềm đam mê với thư pháp còn được học những bài học vô giá về lịch sử, truyền thống dân tộc và hướng thiện, lĩnh hội được những tư tưởng uyên thâm trong Nho giáo và thanh lọc tâm hồn nơi cửa Phật. Tính đến thời điểm này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được dự thảo đề án tuyển sinh riêng từ 15 trường đại học và cao đẳng. Trong số này thì 8 đề án đầy đủ các nội dung quy định trong dự thảo tuyển sinh riêng đã được công bố để tham khảo ý kiến xã hội. Đa số đề án thuộc về các trường công lập như Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Đồng Tháp. Một số trường công lập lớn khác đang hoàn thiện đề án để đưa lên mạng tham khảo ý kiến như Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Các trường ngoài công lập cũng có dự thảo đề án tuyển sinh riêng đã được công bố như Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường Đại học Thành Đông. Trước khi thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi được dự kiến từ ngày 10 tháng 3, tất cả các đề án tuyển sinh riêng phù hợp với quy định sẽ được công bố rộng rãi để thí sinh theo dõi lựa chọn. Hiện tại, Bộ Giáo dục Đào tạo đang tiếp tục công bố dự thảo đề án tuyển sinh riêng của các trường để xã hội góp ý kiến. Dự kiến ngày 10 tháng 2 là hạn cuối các trường nộp đề án tuyển sinh riêng cho năm 2014. Tiếp theo chương trình cùng đến với chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Liệu ngành du lịch Việt Nam năm 2014 có đặt mục tiêu với 8,3 triệu khách quốc tế và 37,5 triệu khách nội địa, khi mà việc đảm bảo an toàn cho du khách và sự liên kết giữa các ngành các địa phương vẫn còn bỏ ngỏ? Và tin tức nổi bật trên thế giới, Tòa án hình sự Thái Lan đã thông qua lệnh bắt giữ nhiều thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ với tội danh không tuân theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp. Somali đào tạo ngư dân thành những nhân viên cứu hộ nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch biển. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã suy giảm nghiêm trọng. Chính vì thế mà đã có nhiều người không dám tin vào kết quả với 7,5 triệu khách quốc tế và tăng trưởng khách nội địa đạt trên 20% khi kết thúc năm 2013. Sang những tháng đầu năm của năm 2014 này thì đã xuất hiện một số tín hiệu đáng mừng, đó là đã có khá nhiều du khách đến với Việt Nam du lịch vào thời điểm đầu năm mới. Và theo ước đoán của Tổng cục Du lịch Việt Nam thì lượng khách đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2014 đạt hơn 700.000 lượt khách, tăng khoảng 7,5% so với tháng 12 năm 2013 và tăng 21% so với cùng kỳ của năm 2013. Vâng, và trong bối cảnh nền kinh tế chung của toàn thế giới còn nhiều khó khăn, câu hỏi lớn đặt ra lúc này với ngành du lịch Việt Nam rằng năm 2014 liệu có phải là năm bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch hay không, khi mà vẫn còn đó hàng loạt những vấn đề nóng bỏng cần phải giải quyết như là đảm bảo an toàn cho du khách hay là nâng cao chất lượng dịch vụ. Và phóng sự ngay sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về thực trạng và thế mạnh của ngành du lịch Việt Nam như thế nào để hướng tới năm 2014. Du khách bị cướp giật, xe dù chặt chém du khách hay hàng dòng trèo kéo khách, mỗi địa phương du lịch trọng điểm đều góp vào một câu chuyện không hay khiến cho bức tranh du lịch chung của cả nước những tháng đầu năm 2013 bị méo mó. Thêm vào đó là tình hình kinh tế khó khăn, người dân bớt chi tiêu cho hoạt động du lịch. Năm 2013 thì vẫn là cái năm mà nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều những cái khó khăn. Cái nhu cầu tiêu dùng của người dân thì rõ ràng cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều từ kinh tế. Và nếu như ngay từ đầu năm ấy, thì các công ty du lịch cũng đều rất là lo lắng về cái nhu cầu tiêu dùng của du khách. Chúng ta vẫn còn ăn xin ăn mày ở các điểm du lịch, vẫn còn trèo kéo ở nhiều cái điểm mà có những lúc vẫn còn chặt chém. Chuyện căng thẳng tới mức Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch đã phải triệu tập cuộc họp trực tuyến toàn quốc về vấn đề chấn chỉnh môi trường du lịch. Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương cùng ngành du lịch lập lại trật tự, tạo môi trường an toàn cho du khách. Lần đầu tiên có một đề xuất về việc thành lập lực lượng cảnh sát du lịch. Chúng ta vẫn phải tiếp tục giải quyết một cách tận gốc rễ của cái vấn đề an ninh an toàn của du khách. Đó là vai trò của chính quyền địa phương từ các cấp, từ phường, từ quận cần phải mạnh mẽ hơn. Bởi vì tài sản, các cái điểm du lịch chính là tài sản của các địa phương. Mà vì vậy địa phương phải có trách nhiệm. Hiện tại thì Hiệp hội Du lịch rồi Tổng cục Du lịch đã kiến nghị với Chính phủ đề nghị cho thành lập lực lượng cảnh sát du lịch. Vẫn còn sớm để khẳng định hiệu quả từ những giải pháp quyết liệt này. Song rõ ràng, trước khi khép lại năm 2013, ngành du lịch đã gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Trong khi lượng khách quốc tế đạt 7,5 triệu lượt vượt kế hoạch đề ra, thì khách nội địa cũng tăng trưởng vượt bậc với mức trên 20%. Ngành du lịch vẫn vượt và đạt được cái mục tiêu trước 2 năm. Đây là một kết quả khá bất ngờ. Không phải đối với người đang làm ngành du lịch mà tất cả những cái cơ quan bộ ngành khác. Và chính phủ và dư luận đánh giá rất cao. Chúng ta vượt trước 2 năm. Để được thành công này cũng nỗ lực rất lớn của sự chỉ đạo của Trung ương, về các bộ ngành hỗ trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ đạt được những con số ấn tượng, năm 2013,
cũng ghi nhận những thắng lợi về mặt hình ảnh của du lịch Việt Nam, với việc một loạt các thành phố du lịch lớn được du khách quốc tế bình chọn là điểm đến hấp dẫn. Tôi thực sự ấn tượng khi Việt Nam đạt được 4 trong số 25 giải thưởng. Du lịch Việt Nam hiện rất quyến rũ nhiều du khách trên thế giới. Du lịch Việt Nam đã và đang làm được một việc phi thường. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta khẳng định cái hình ảnh, cái điểm đến của Việt Nam nói chung và của các cái thành phố được bầu chọn lần này, để chúng ta xây dựng và quảng bá thương hiệu Việt Nam ở ngoài nước cũng như là trong nước. Từ sự bứt phá trong những tháng cuối năm 2013, năm 2014, ngành du lịch đặt mục tiêu tập trung xây dựng du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, chất lượng. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đón 8,3 triệu lượt khách quốc tế, 37,5 triệu khách du lịch nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 250.000 tỷ đồng. Có đạt được mục tiêu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố giá trị hình ảnh du lịch Việt Nam là điều được du khách hết sức quan tâm. Thưa quý vị, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, nhưng mà qua những ý kiến vừa rồi thì có thể nhận thấy rõ nhất là các cấp, các ngành, địa phương chưa có sự vào cuộc đúng mức để làm đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn hình ảnh đẹp của Việt Nam. Và đây chính là lý do mà giải quyết vấn đề an ninh cho du khách du lịch sẽ được ngành du lịch quan tâm và giải quyết trong năm nay. Vâng, đó không chỉ là giải pháp để tạo một môi trường an toàn cho khách du lịch, mà còn là cách để xúc tiến du lịch tại chỗ. Như trình ý kiến của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, thì tạo một môi trường an tâm thân thiện với khách du lịch sẽ giữ chân khách du lịch ở lại dài ngày, kéo du khách trở lại, đồng thời thu hút thêm du khách mới. Như vậy mới là phát triển du lịch một cách bền vững. Và ngoài ra thì các hiệp hội du lịch cũng cần phải đóng vai trò liên kết mạnh mẽ hơn nữa để gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành khác cũng như là địa phương để cùng xây dựng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam bền vững. Còn bây giờ là thông tin về một số sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 2 năm 2014. Ngày hôm nay, thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014 và sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2014. Trước đó, để chuẩn bị cho Tết trồng cây năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã đã giới thiệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng cây giống, vật tư, đảm bảo chất lượng đến hướng dẫn kỹ thuật để Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện tốt có hiệu quả Tết trồng cây 2014. Ngày hôm nay, lễ khánh thành tuyến cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc sẽ diễn ra tại Kiên Giang. Trước đó vào 10 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2014, tức mùng 3 Tết, Tổng công ty Điện lực miền Nam chính thức đóng điện tuyến cáp ngầm giúp người dân huyện đảo có điện lưới quốc gia sử dụng. Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, đây là dự án nhóm có quy mô lớn, công nghệ phức tạp và lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam. Ngày hôm nay, quy định về phí sử dụng tài nguyên kho số sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, mức phí sử dụng kho số hàng năm đối với mạng di động được tính theo số lượng thuê bao của mỗi nhà mạng. Cụ thể, đối với mạng di động có dưới 8 triệu thuê bao thì áp dụng mức phí là 1.000 đồng một số. Mạng di động có số lượng thuê bao từ 8 đến 32 triệu thuê bao thì mức phí là 2.000 đồng một số. Nếu nhà mạng có từ 32 đến 64 triệu thuê bao thì là 3.000 đồng một số và trên 64 triệu thuê bao thì thu 4.000 đồng một số. Đối với các đầu số phục vụ cho việc khẩn cấp hỗ trợ khách hàng bắt buộc, mạng viễn thông dùng riêng như 113, 114, 115 thì không phải chịu phí. Lệ phí phân bổ kho số viễn thông sẽ nộp 100% vào ngân sách nhà nước. Ngày hôm nay, tức đúng một năm trước khi diễn ra các trận đấu của Đại hội Thể thao Olympic mùa đông Sochi 2014, ba tổ chức sự kiện thể thao quốc tế lớn này của Nga đã bắt đầu bán vé qua mạng www.sochi2014.com và qua các đại lý chính thức với mức giá gần 17 đô la Mỹ đến gần 1.700 đô la Mỹ. Ban tổ chức Olympic Sochi 2014 cho biết giá vé xem các trận đấu tại Olympic Sochi 2014 đã được thỏa thuận với Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Được biết, từ ngày hôm nay, chính quyền thủ đô Moscow và những thành phố lớn của Nga đều đã lắp đồng hồ đếm ngược đến ngày khai mạc Olympic Sochi vào ngày 6 tháng 2 năm 2014. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý đang trong chương mục Cuộc sống bốn phương. Thưa quý vị, ít nhất 7 lính cứu hỏa đã thiệt mạng, trong khi 9 người khác bị thương nặng trong một vụ hỏa hoạn bùng phát ở Buenos Aires của Argentina vào ngày hôm qua.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở lưu trữ dữ liệu nằm ở khu dân cư Barracas, ngoại ô phía nam của thủ đô Argentina. Các nhà chức trách cho biết những nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng sau khi một bức tường bị sụp đổ trên đầu. Bộ trưởng Bộ An ninh Argentina, ông Sergio Berni, trong số 7 nạn nhân có 5 lính cứu hỏa làm việc cho Sở Cảnh sát Liên bang và 2 người còn lại thuộc lực lượng dân phòng. Những người bị thương cũng đã được đưa tới một bệnh viện gần đó để chữa trị. Vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất xảy ra ở quốc gia Nam Mỹ này là vào tháng 12 năm 2004, khi ngọn lửa bùng lên tại một câu lạc bộ ở thủ đô Buenos Aires, khiến gần 200 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi ngày hôm qua, Tòa án Hình sự Thái Lan đã thông qua lệnh bắt giữ nhiều thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ với tội danh là không tuân theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp. Tòa án Thái Lan đã thông qua lệnh bắt giữ 19 thủ lĩnh biểu tình, bao gồm cựu Phó Thủ tướng Suthep Thausuban, đồng thời cho phép nhà chức trách bắt và tạm giam 19 người này trong thời hạn tối đa là 7 ngày. Lệnh bắt giữ này sẽ có giá trị trong vòng 1 năm. Những thủ lĩnh biểu tình này bị cáo buộc đã không tuân thủ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Hinglak Sinawat ban bố hồi cuối tháng 1 vừa qua nhằm duy trì trật tự ở thủ đô Bangkok và vùng ngoại ô. Phản ứng trước quyết định của Tòa án Hình sự Thái Lan, phe đối lập cho biết các thủ lĩnh biểu tình không bị dao động trước lệnh bắt giữ và sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình cho tới khi chính phủ của Thủ tướng Hinglak Sinawat từ chức. Trong bối cảnh Quốc hội Nhật Bản còn đang do dự về việc có bật đèn xanh cho phép thực thi quyền phòng vệ tập thể hay không, thì Thủ tướng Shinzo Abe hôm qua đã khẳng định Nhật Bản sẽ phải đối mặt với những bất lợi nếu như không thể thực thi quyền phòng vệ tập thể. Phát biểu trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện, ông Abe nhấn mạnh ý định tăng cường khả năng phòng vệ của Nhật Bản thông qua việc tăng cường liên minh quân sự với Mỹ. Sở dĩ Tokyo phải tăng cường khả năng phòng vệ là do các mối đe dọa an ninh tại khu vực đang ngày càng gia tăng, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên và những động thái từ phía Trung Quốc tại các khu vực có tranh chấp chủ quyền. Nhật Bản từng tuyên bố nước này có quyền bảo vệ đồng minh trước một cuộc tấn công vũ trang, nhưng không thể thực thi quyền này vì bị hạn chế bởi bản hiến pháp hòa bình, theo đó cấm sử dụng vũ lực như là một biện pháp giải quyết các tranh chấp quốc tế. Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Bắc Kinh không thiết lập thêm các vùng nhận dạng vòng không, hay còn gọi tắt là ADIT, ở các khu vực có tranh chấp chủ quyền nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Daniel Russell, Washington rất quan ngại trước những diễn biến gần đây trên biển Hoa Đông cũng như biển Đông, đặc biệt là các hành động đơn phương mang tính khiêu khích, các tuyên bố không mang tính ngoại giao và không có tính pháp lý. Ông Daniel tái khẳng định Mỹ không thừa nhận các vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Mỹ lên tiếng về những động thái đơn phương của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tháng 12 năm 2013, sau khi Trung Quốc tuyên bố lập ADIT ở biển Hoa Đông, Mỹ đã phái hai máy bay B-52 bay qua khu vực này mà không thông báo theo như yêu cầu của Bắc Kinh. Trong một nỗ lực nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng về việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ, thì mới đây, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã phát động sáng kiến đi bộ Nirbhaya. Sáng kiến này là kết quả của sự phối hợp giữa các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ với lực lượng cảnh sát New Delhi. Và mặc dù đây là lần đầu tiên diễn ra ở thủ đô của Ấn Độ, song sự kiện đã thu hút được sự quan tâm đông đảo. Hơn 600 phụ nữ nước này đã xuống đường tham gia đi bộ trong sự kiện nhằm đẩy mạnh nhận thức của người dân trong việc chung tay chống lại vấn nạn hiếp dâm đang hoành hành tại quốc gia Nam Á. Không chỉ vậy, trong khuôn khổ dự án lớn Nirbhaya, các nhà chức trách sẽ cho lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các khu vực dân cư. Chương trình được đánh giá giúp cho xã hội Ấn Độ có trách nhiệm hơn đối với sự an toàn của phụ nữ. Lần đầu tiên có một sự kiện như thế này được tổ chức. Chúng tôi hy vọng với những nỗ lực mới này, tệ nạn hiếp dâm của Ấn Độ sẽ được cải thiện. Dự án được đặt tên theo Nirbhaya, nữ sinh viên 23 tuổi đã bị cưỡng bức tập thể trên xe buýt hồi tháng 12 năm 2012 và qua đời sau đó vì những vết thương quá nặng trên cơ thể. Vụ việc đã gây rúng động đất nước Ấn Độ và tạo ra một làn sóng giận dữ của công chúng. Theo tôi, đây là một cơ hội rất tốt, đặc biệt đối với người dân trong thành phố. Tôi nghĩ không chỉ New Delhi mà nhiều nơi khác cũng nên áp dụng hệ thống camera giám sát. Đây mới chỉ là bước khởi đầu và tôi cho rằng chúng ta sẽ còn đạt được nhiều kết quả tích cực. Nạn hiếp dâm cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp không khói của Ấn Độ. Theo Bộ Du lịch nước này, lượng du khách nước ngoài đến Ấn Độ đã giảm mạnh, đặc biệt là du khách nữ, trong 3 tháng đầu năm 2013.
quý vị và các bạn, cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua tại Syria đã khiến cho hơn 1/5 số trường học tại nước này bị tàn phá. Cuộc sống của hàng chục triệu người cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, tình trạng bất ổn vẫn diễn ra tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Tuy nhiên, không bị khuất phục trước khó khăn, những người phụ nữ ở đây đang cố gắng vượt lên hoàn cảnh và số phận để tiếp cận với con chữ. Nhà thờ Hồi giáo của thành phố Aleppo là nơi đủ rộng để mở một lớp học xóa mù chữ cho những người phụ nữ Syria khát khao biết đọc biết viết, cũng như biết cách đọc kinh Koran. Tôi đã theo học ở đây được 8 tháng. Ơn Chúa, tôi đã học nhiều thứ từ lớp học này, ngay cả tên lửa có rơi xuống, dù có phải chịu đói và rét, tôi cũng vẫn sẽ đến đây hàng ngày cùng với con gái tôi. Theo những người tổ chức lớp học xóa mù chữ, phần lớn học sinh theo học đều là những phụ nữ đã trưởng thành. Chúng tôi đã thu hút được 120 học sinh, hầu hết là ở độ tuổi từ 20 đến 50. Để có thể tổ chức được một lớp học như thế này, chúng tôi đã gặp phải không ít khó khăn, nhất là công tác động viên, thuyết phục mọi người đến tham gia. Cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua tại Syria đã khiến hơn 1/5 số trường học tại nước này bị tàn phá và không thể sử dụng. Tuy nhiên, với những người phụ nữ ở đây, dù mỗi bài học đều có thể là cuối cùng, song họ vẫn miệt mài học tập, bất chấp tương lai còn mịt mù phía trước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ du lịch tại bãi biển Lido tươi đẹp ở thành phố Mogadishu của Somalia, một nhóm các nhân viên cứu hộ đã được đào tạo các kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa các trường hợp bị chết đuối của du khách như đã từng xảy ra trước đây. Vâng, và một điều đặc biệt, hầu hết thành viên của đội cứu hộ này đều là ngư dân trong vùng và làm việc trên tinh thần tự nguyện. Là một giáo viên trước khi trở thành quan chức thành phố Mogadishu, ông Abdullahi Hassan Hussein cho biết một học sinh của ông đã từng bị chết đuối trên bãi biển Lido. Điều này đã thúc giục ông thành lập một đội cứu hộ, có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho khách du lịch khi đến đây. Tôi rất vui khi dự án này được triển khai. Nó sẽ giúp cứu sống được nhiều người. Bạn thấy đấy, có rất nhiều người đến đây và họ không hoàn toàn là người vùng này. Do đó họ không quen với địa hình ở đây và một đội cứu hộ làm việc hiệu quả sẽ giúp niềm vui của họ trọn vẹn hơn. Hiện tại, đội cứu hộ tại bãi biển Lido mới có 15 người. Hầu hết trong số này đều là ngư dân trong vùng và làm việc dựa trên tinh thần tình nguyện. Mặc dù số lượng nhân viên cứu hộ chưa đông, song cùng với những chiếc thuyền họ tự mang đến và nhiên liệu do chính quyền hỗ trợ đã đem đến cảm giác yên tâm cho khách du lịch. Tôi đến đây vào thứ Sáu hàng tuần và tôi thực sự cảm thấy vui khi được chứng kiến sự cải thiện về chất lượng dịch vụ cứu hộ. Điều này khiến tôi cảm thấy an toàn. Chính quyền thành phố Mogadishu hy vọng trong thời gian tới sẽ tăng cường thêm một đội tàu cứu hộ mới để giúp điều khiển các hoạt động vui chơi trên bãi biển, cũng như làm nhiệm vụ cấp cứu kịp thời nếu khách du lịch không may bị thương hay gặp sự cố. Người ta vẫn thường nói âm nhạc xoa dịu tâm hồn, nhưng đối với một người đàn ông ở Mỹ, nó còn làm được nhiều hơn thế. Vốn là một bệnh nhân được ghép phổi, âm nhạc đã giúp cho người đàn ông này vượt qua cơn bạo bệnh và hồi sinh cuộc sống mới. Larry Rawdon, vốn là một nghệ sĩ chơi cello chuyên nghiệp, đang làm việc trong dàn nhạc tại sân khấu kịch Broadway nổi tiếng ở Mỹ. Thế nhưng cuộc đời ông đã thay đổi tất cả vào năm 2002 khi Larry được chẩn đoán bị xơ hóa phổi tự phát, một chứng bệnh không thể chữa khỏi. Vào thời điểm đó, cấy ghép phổi là tia hy vọng duy nhất của Larry Rawdon. Bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối, lá phổi đã bị xơ hóa nặng đến mức ông ấy sẽ không thể sống nổi nếu không được cấy ghép. Kể cả sau khi được cấy ghép xong, rủi ro vẫn còn rất lớn. Cơ thể của người bệnh sẽ phải thích nghi với lá phổi mới, nếu không, khả năng sống sót là vô cùng thấp. Và đó là lúc âm nhạc phát huy tác dụng. Nhờ tình yêu âm nhạc, Larry đã dùng tiếng đàn harmonica của mình để vượt qua những nỗi đau thể xác và lạc quan với sống. Giờ đây, lá phổi mới đã hoạt động hoàn hảo trong cơ thể Larry. Không chỉ vậy, các bác sĩ cũng cho biết, thổi kèn harmonica mỗi ngày là bài tập lý tưởng cho những bệnh nhân được ghép phổi giống Larry.
Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ những người cùng bị mắc bệnh giống mình. Thổi kèn harmonica không khó chút nào. Bạn cũng không cần phải là một thiên tài. Tất cả chỉ cần một sự đam mê và yêu thích. Hiện Larry đã hoàn thành hai đợt điều trị tại trung tâm y tế Mayo. Ông cũng đang lên kế hoạch mở một lớp thổi kèn harmonica dành riêng cho những bệnh nhân được ghép phổi. Một nhóm các nghệ sĩ thuộc nhà hát kịch Manila, Philippines đã lấy cảm hứng từ cơn bão Haiyan tàn phá nước này vào hồi tháng 8 năm ngoái để dựng nên một vở nhạc kịch phản ánh cuộc sống vất vả của người dân cũng như là niềm tin lạc quan khi đối mặt với thiên tai. Vở nhạc kịch có tên Wreck of Aegis vốn được truyền cảm hứng từ vở nhạc kịch đã được dựng thành phim điện ảnh nổi tiếng mang tên Kỷ nguyên nhạc rock của Mỹ. Và nhạc kịch lấy bối cảnh tại một khu nhà ổ chuột ở thủ đô Manila, nơi người dân buộc phải đối mặt với tình trạng ngập lụt thường xuyên do mưa bão và hệ thống thoát nước kém. Khi một điều tồi tệ xảy ra, bạn không có quyền lựa chọn. Vậy làm thế nào để tiếp tục cuộc sống? Bạn cần một tinh thần kiên cường. Đó là những gì chúng tôi muốn phản ánh thông qua vở nhạc kịch này. Mặc dù lấy cảm hứng từ nỗi đau thương của người dân Philippines sau cơn bão Haiyan, song biên kịch đã khéo léo để vở kịch có thêm những tình tiết gây cười và giải trí để tránh xa vào bi thương. Tôi nghĩ đây là một vở kịch khá thú vị. Nhóm tác giả hy vọng Wreck of Aegis sẽ châm ngòi cho các cuộc đàm phán mới về giảm nhẹ thiên tai ở Philippines, đất nước mà trung bình có đến hơn 20 cơn bão mỗi năm. Vở nhạc kịch sẽ được biểu diễn phục vụ khán giả đến hết ngày 9 tháng 3. Trong cuộc sống hiện đại, sự bận rộn khiến con người trở nên căng thẳng và đôi khi cảm thấy quá tải. Ở tại Nhật Bản, để giúp khách hàng có thể giảm bớt những áp lực của cuộc sống, một quán bar với phong cách độc đáo và lạ đã ra đời. Và khác với những quán bar khác thì khi đến với quán bar này, khách hàng sẽ tìm thấy toàn là những con quái vật có hình thù kỳ dị. Đến với quán bar, ngoài việc lựa chọn đồ uống, khách hàng cũng có thể tự chọn cho mình một chiếc mặt nạ ưa thích. Và thậm chí là thử cảm giác phiêu lưu bằng cách đi vào thế giới quái vật nằm sâu bên trong. Phần lớn khách hàng đều là dân văn phòng. Các nhân viên ở đây khá đặc biệt, họ đem niềm vui đến cho khách hàng. Điều này rất cần thiết đối với những người đến quán. Chủ quán là nữ quái Mucho, người luôn tìm kiếm những video ca nhạc sao cho thật ăn khớp với những hình quái vật và chủ đề của từng sự kiện, nhằm đem lại cảm giác mới lạ và thoải mái cho khách hàng. Khi còn nhỏ, ai cũng thích quái vật, và ngay cả khi chúng ta trưởng thành, chúng ta cũng không rũ bỏ tình yêu dành cho chúng. Do đó, bằng cách này, tôi muốn mọi người tìm lại cảm giác ấy. Chủ quán hy vọng quán bar sẽ sớm trở thành một thiên đường cho tất cả những con quái vật trên thế giới, trong đó có cả những con quái vật phản diện xấu xí, thường được thấy trong các bộ phim dành cho trẻ em. Hiện quán chỉ mới có chỗ cho 15 người và chỉ mở cửa 2 ngày mỗi tháng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.